Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với tiếng Anh lớp 2 Review 1. Ở bài tập này thì chúng ta sẽ được tổng ôn tập lại các kiến thức unit từ unit 1 đến unit 4 để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 các em nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với các bài tập. One, listen and read. Ở bài này thì chúng ta sẽ lắng nghe và sau đó chúng ta sẽ luyện đọc theo câu chuyện. Ở đây chúng ta có hai nhân vật, đó là bạn Phil và bạn Phonic Phil và bạn Super Sue. Một bạn nam và một bạn nữ đóng vai hai siêu nhân. Vậy chúng ta hãy cùng xem nội dung bài hội thoại giữa hai bạn là gì, các em nhé. Hi, I'm Phonic Phil. And I'm Super Sue. Picture one. Look, Bar's flying a kite. Picture two. Look, Ken's having a big pizza. Picture three. Look, Kate's playing with a kitten. Picture four. Let's look at the sea. What can you see? I can see a rainbow. Một bài đọc rất thú vị. Chúng ta cùng đi đến với nội dung chi tiết các em nhé. Các em chúng ta hãy nghe, lặp lại theo máy và lắng nghe nội dung dịch các em nhé. Hi, I'm Phonic Phil. Xin chào, tôi đó tên là Phonic Phil. And I'm Super Sue. Và tớ tên là Super Sue. Look, Bar's flying a kite. Nhìn kìa, ba đang thả một chiếc diều. Look, Ken's having a big pizza. Nhìn kìa, Ken đang ăn một cái pizza lớn. Look, Kate's playing with a kitten. Nhìn kìa, Kate đang chơi với một chú mèo con. Let's look at the sea. Hãy nhìn ra biển. What can you see? Cậu có thể nhìn thấy cái gì? I can see a rainbow. Tớ có thể nhìn thấy một chiếc cầu vồng. Look again and circle. Ở bài tập số 2, em sẽ nhìn lại câu chuyện. Đó là đoạn hội thoại giữa hai bạn. Sau đó chúng ta hãy cùng khoanh nhé. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải khoanh những vật dụng mà xuất hiện trong đoạn hội thoại giữa hai bạn. Trước khi đến với phần bài tập và đáp án, chúng ta hãy cùng ôn tập lại các từ vựng nhé. Bike. Bike, xe đạp. Pasta, pasta, mì ống. Pizza, pizza, pizza. Sail, sail, thuyền buồm. Sea, sea, biển. Rainbow, rainbow, cầu vồng. Road, road, con đường. Kitten, kitten, mèo con. Vậy ở đây chúng ta thấy có những hoạt động sau, có những đồ vật sau xuất hiện trong đoạn hội thoại các em nhé. Đó là pizza, pizza, ok, pizza. Sea, ok, look at the sea. Rainbow, yes, a rainbow. And kitten, kitten, here, ok. So the bike, pasta, sail and road, they are not in the dialogue. Những cái từ như là từ bike, từ pasta, từ sail và từ road thì không xuất hiện trong đoạn hội thoại các em nhé. Chúng ta chuyển đến phần tiếp theo. Listen and think. Ở phần này em hãy lắng nghe và em sẽ tích được đáp án em nghe nhé. Ở bức tranh số 1 chúng ta nhìn thấy a river and a road. Vậy chúng ta hãy nghe. 1. River. One, river, so you take A.
Picture B, you can see a pizza and pasta, so you listen and think. Two. Pasta. Number three, you can see a sea and sand, so let's listen. Three. Sea. To listen and circle ở phần này, em hãy nghe và sau đó khoanh vào từ và hay là âm em nghe được em nhé. Ở đây chúng ta cũng ôn tập lại. Ở câu số 1 chúng ta có hai chữ cái và hai âm, đó là chữ cái S và âm S. Đây là chữ cái R và âm R. Ở bức tranh số 2 cũng tương tự, chữ cái ở phía bên phải chúng ta là chữ cái P sao P. Ở bức tranh số 3 chúng ta có một chữ cái mới, đó là chữ cái K sao K. Ở bức tranh số 4 thì chúng ta đã ôn hai từ chữ cái này rồi và hai cái phát âm hai chữ cái rồi. Vậy chúng ta về câu 1 nhé. 1 S 2 R 3 P 4 K 3 write and say. Ở phần này, nhiệm vụ của em là phải viết và sau đó hãy đọc to từ đó lên nhé. Ở bức tranh số 1 chúng ta nhìn thấy đây là bảng ô. Bảng ô thì của chúng ta, cái từ mà chúng ta đọc là popcorn. Do vậy, chữ cái đầu tiên khuyết thiếu ở đây là gì với các em? Ok, it's letter P. Popcorn. 2, đây là một chú mèo con. We call it kitten. So the first letter is K. Kitten. 3. Here's the sand. So the first letter is S. 4. I can see a rainbow. Rainbow. So the first letter is R. For read and tick. Ở phần này em hãy đọc và sau đó chúng ta sẽ tick vào cái đáp án tương ứng với nội dung mà chúng ta đọc được nhé. Ở câu số 1, Let's look at the river. Hãy nhìn vào con sông. Vậy đây chúng ta thấy the river, chúng ta tick picture B. 2, is she flying a kite? Yes, she is. Cô ấy đang thả một cái diều phải không? Đúng rồi, cô ấy đang thả diều. You drew picture A. 3, what can you see? I can see a road. Bạn có thể nhìn thấy cái gì? Tớ có thể nhìn thấy một con đường. So you drew B. Yes. 5, guess, read and circle, then say. Ở bài tập số 5, em hãy đoán, đọc và khoanh, sau đó em hãy nói to cái câu đó lên nhé. Number one, you drew, here's a four pieces of a picture. Yeah, here is a pasta. Okay. Can you see it? Yes. The pasta is yummy. Cái món mì ống thật là ngon. 2, what can you see? Okay. I can see a sail. Tớ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền buồm. So, it's a picture, right? 3, yeah, here's the road. So, it should be. Let's look at the road.
Six. Write the words. Em hãy viết các từ nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy một bức tranh rất đẹp. Có hai bố con đang ở bờ biển. Họ đang có một buổi picnic dã ngoại. Và có rất là nhiều những thứ ở xung quanh họ. Vậy chúng ta hãy cùng đến các từ nhé. Đầu tiên là rainbow. Rainbow. Rainbow là cầu vồng. Tiếp theo chúng ta thấy bạn nam đang thả một chiếc diều. It's a kite. It's a kite. Okay, kite. Again, yeah. There are many. There's some water here. It's a sea. The sea. Okay. And then next, here's a pizza. Pizza. Yes, okay. Besides the pizza, there is a dish of pasta. Yes, oh, no. You can. Oh no, yes, wrong here. Yes, my computer is wrong. Ở chỗ này phần máy tính của cô đang bị lỗi. Các bạn đợi cô một chút nhé. Yes, the pasta, can I spell it? P-A-S-T-A. And here's the road, okay. Road, yes, okay, very good. So our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.